Xin chào các bạn, mình là Bảo Trâm. Hiện tại mình đang on set cho một cái chương trình đặc biệt của Vida. Và cùng mình xem hôm nay tụi mình làm gì nhé. Hai cái đít luôn luôn. Bỏ này quay hả? Cái này muốn cái cam muốn cao lên, nó sẽ tăng chút cao lên.